Hôm bữa làm clip Horus thấy mấy bạn ủng hộ quá, thấy mấy bạn có vẻ thích mấy mô hình thần thoại Ai Cập đúng không? Ok, ngại gì mình không làm tiếp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái nhân vật khác trong thần thoại Ai Cập, đó là Anubis. Đây là mô hình đậm tỷ lệ 1/6 của hãng Tbilisi. Cũng như mô hình Horus, Anubis được tận dụng lợi thế của hãng là body silicon giấu khớp hay còn gọi là Fison, nên tạo hình thấy được các cơ bắp rất sinh động mà không cần dùng quần áo che lại. Trong văn hóa Ai Cập cổ, Anubis từng giữ nhiều vai trò, nhưng vai trò quan trọng nhất vẫn là vị thần cai quản lăng mộ và xác ướp. Anubis cũng tham gia vào vai trò phán xét tội lỗi của con người. Anubis thường được miêu tả là nửa người nửa chó rừng, tay phải cầm quyền trượng, tay trái cầm Ankh, một biểu tượng của cuộc sống vĩnh cửu. Chó rừng được gắn bó mật thiết với các nghĩa trang ở Ai Cập cổ đại vì nó là kẻ ăn xác thối. Màu đen của Anubis không phải là do mối liên hệ với màu lông của chó rừng, mà là sự liên tưởng với màu sắc của thịt thối rữa với đất đen của thung lũng sông Nin, tượng trưng cho sự tái sinh. Trong những thần thoại cổ xưa nhất, Anubis được cho là con trai của thần Ra, nhưng sau đó lại được sửa lại là con trai của thần Osiris. Theo nhiều giả thuyết khác, Anubis lại được miêu tả là con trai của thần Set và là em trai của thần Osiris. Mình thì thấy cái giả thuyết này hợp lý hơn vì ngoại hình của Set và Anubis khá tương đồng. Mô hình có hai bảng vàng và bạc, trên video là bảng vàng. Phụ kiện đi kèm ngoại trừ quyền trượng và Ankh, còn có một bộ phe và crook đặc trưng của các vị thần Ai Cập. Mô hình đang được bán trên thị trường với giá khoảng 4,5 triệu. Phải nói series thần thoại Ai Cập này có cái giá quá mềm. Cảm ơn collector Nhật Cương đến từ shop mô hình Hẻm Cây đã cho mượn mô hình để thực hiện video này. Bạn thấy sao về mô hình này? Để lại comment nha.